Xin chào quý vị và các bạn đã đến với kênh Nguyễn Viết Họa. Như vậy là năm 2024 đã chính thức bắt đầu. Chúc quý vị và các bạn một năm mới dồi dào sức khỏe, nhiều niềm vui, hạnh phúc và thành công. Thay mặt cho Võ Đường Ngọc Hòa, tôi xin chân thành cảm ơn tất cả quý vị và các bạn, anh em họ hàng, các bạn học, nói chung là bạn bè từ xưa đến nay, rồi đặc biệt là quý khách hàng đã luôn tin tưởng ủng hộ chúng tôi trong mấy chục năm qua. Cảm ơn các cái thế hệ huấn luyện viên, trưởng giáo, võ sư, vệ sĩ, cán bộ công nhân viên của các công ty thuộc thương hiệu Võ Đường Ngọc Hòa trong mấy chục năm qua đã luôn đồng hành sát cánh, cổ vũ động viên, góp sức ủng hộ để tạo cho chúng tôi có được một cái sự phát triển như ngày hôm nay. Nói chung là bây giờ đầu năm mới thì nói theo ngẫu hứng thôi, tôi không có chuẩn bị bất kỳ một cái loại văn bản giấy tờ nào cả, cho nên nếu có thiếu sót gì thì mong tất cả quý vị và các bạn hoan hỉ bỏ qua, và mong quý vị và các bạn một năm mới với một cái sức khỏe dồi dào, với một cái tình yêu với quê hương đất nước, với gia đình, với xã hội. Và mong tất cả quý vị và các bạn có thật nhiều cái niềm vui, nhiều cái thành công trong năm mới. Những cái cảnh quay mà chúng ta đang xem về bắn pháo hoa đây là được quay một cách ngẫu hứng, vui vẻ, mình cầm, mình đứng trên phòng cà phê biệt thự của mình quay, hoàn toàn không có sự chuẩn bị trước. Năm nào cũng quay nhưng mà năm nay thấy hấp dẫn quá thì đăng lên chia sẻ cho mọi người. Bây giờ chúng ta sẽ ngắm thành phố Nha Trang một tí trước khi lên trang trại của chúng tôi. Thành phố biển Nha Trang thì đẹp nổi tiếng rồi, nằm trong số những vịnh đẹp của thế giới. Đây là quảng trường trung tâm, tháp Trầm Hương đấy quý vị. Rất tiếc là cái góc quay này nó hơi hẹp, nhưng đây cái sân ở đây là có một cái sân vui chơi, cũng như tổ chức các cái lễ hội, rồi bắn pháo hoa, rồi khu vui chơi cho trẻ em. Còn đây là lễ hội Hoa Xuân. Năm nào Nha Trang cũng có một cái lễ hội Hoa Xuân ở công viên Yển Phi, rất là đẹp và hấp dẫn. Đây, những cái cây, trái cây người ta trồng, người ta đưa ra đây cho mọi người xem và chụp ảnh. Đây là trang trại của chúng tôi. Đầu năm mới thì tất cả chúng ta đều phải vào công việc của mình thôi. Cho dù là người ta đi chơi chăng nữa thì mình vẫn phải triển khai công việc. Mình vui chơi một lúc rồi vẫn phải về với công việc của mình. Chúng tôi thường xuyên ở trên này nhiều củi cho nên là chúng tôi thường xuyên nấu lúa cho gà ăn. Có những người không hiểu biết thì bảo là rảnh rỗi quá làm vậy. Đây là bưởi quý vị. Bưởi chúng tôi thường xuyên cho gà ăn thập cẩm đủ thứ như vậy. Bưởi rồi là quả roi, quả mận. Đấy, rồi rau khoai, rồi chuối, nói chung là trong vườn cây chuối, quả chuối, trong vườn có bất kỳ cái gì là đều cho gà ăn, thiếu thì có thể mua ngoài chợ. Còn hầu hết là trong trang trại, vì 15.000 m² cho nên là nó rất là đầy đủ. Ngày xưa mấy năm trước chúng ta thấy là cỏ xanh, cái đoạn này là cỏ xanh mướt, còn bây giờ là gà nó chạy cho cỏ chết hết, không mọc được, phải đi xa ra khoảng 100 m thì mới có nhiều cỏ. Những cái video khác tôi quay cho quý vị các bạn xem ấy, thì trong vườn chúng tôi cỏ vẫn rất nhiều. Nói chung là cứ một thời gian là phải dùng máy cắt cỏ để cắt bớt cỏ, bởi vì cái lượng gà này vẫn chưa đủ để ăn được hết cỏ. Nó chỉ làm quanh quanh cái chuồng của nó là trọc trụi này thôi. Còn chúng ta nhìn ra xa là cỏ vẫn xanh mướt. Cái đoạn này là nhân viên của tôi quay, cho nên là không quay ở phía ngoài cỏ như tôi quay. Tôi hay quay ngoài cỏ hơn. Bận nhiều việc cho nên là cứ ai rảnh thì người ấy làm, chứ không phải là lúc nào tôi cũng có thời gian để quay phim được. Đấy, mình nhân viên quay xong thì vào mình phải chỉnh sửa, lắp ghép lại video. Đầu năm thì thời tiết khí hậu trong này rất là tốt, chăn nuôi gà rất tốt. Hiện tại thì Nha Trang có mưa bay bay, Khánh Vĩnh thì cũng mưa bay bay, nói chung là mưa giống như kiểu mà mưa xuân lác đác mấy hạt vậy, không có ảnh hưởng gì đến
việc chăn nuôi hết, còn ngoài Bắc thì vẫn có một số tỉnh lạnh, cho nên là chúng ta vẫn phải che chắn chuồng trại, thắp bóng điện cho nó, làm sao để con gà của chúng ta được khỏe mạnh, không bệnh tật hoặc là ít bệnh tật. Muốn mà gà khỏe mạnh thì như các cái video trước đã hướng dẫn rồi, thì trên kênh này thì thường xuyên hướng dẫn chúng ta về cách chăm gà khỏe mạnh, nhanh lớn, ít bệnh tật và cách làm giàu từ nuôi gà. Cho nên là anh chị em quan tâm bất kỳ vấn đề gì ở mục nào thì cứ hỏi, chúng tôi sẽ gửi đường link cho anh chị em xem thôi. Còn như tôi đã giải thích là mấy cái máng này là cho nó ăn này cho nó vui để quay phim, chứ còn thực tế mà khi mà chúng tôi cho gà ăn thì chúng tôi hay cho ăn vào mấy cái máng ăn tự động, máng ăn tự động ở phía đầu video á. Vì máng ăn đấy thì nó chật, lúc quay cảm giác nó không có đẹp, cho nên là chúng tôi đổ ra mấy cái máng này để quay, chứ không phải là thường xuyên cho ăn trên mấy cái máng này. Mà thời tiết tốt thì chúng ta đây, ví dụ như cái máng này thì gà nó ăn hơi chật đó, nhưng mà đổi lại thì nó không có dẫm chân vào trong được. Nhưng mà mấy cái máng to á, thì nó có thể dẫm chân vào, nhưng mà nó cũng thời tiết tốt thì nó cũng sạch rồi, không sao. Nhưng mà nếu mà trời mưa thì nó hơi bẩn. Những cái máng này thì gà nó không có thò chân vào được, nó đứng nó ăn rất là sạch sẽ. Thời tiết ở đây chúng ta thấy nó thường xuyên, về mùa này nó thường xuyên có nắng, hiếm khi có mưa đó. Gần như cả tháng trời nó mới có bay bay vậy đó. Tính ra là đối với Khánh Vĩnh là hơn một tháng, từ hôm trước khi đến Tết là hơn một tháng rồi không có mưa. Còn Nha Trang thì có một vài lần mưa, nhưng mà cái mưa của Nha Trang nó rất là nhỏ. Trong cái video này cũng là đầu năm mới, thì lúc nãy phần đầu tôi đã cảm ơn chung tất cả mọi người rồi, nhưng mà tôi cũng muốn dành lời cảm ơn đặc biệt cho những người mà thường xuyên xem trên kênh của tôi. Đấy, và cảm ơn những người đã đăng ký kênh và những người thường xuyên xem cũng như là thường xuyên để lại bình luận. Bởi vì cái việc mà chúng ta đăng ký kênh hay là xem video và để lại bình luận thì nó tạo một cái động lực rất lớn cho người làm video, để người ta có hứng thú, để người ta tiếp tục sáng tạo những cái video nó hấp dẫn hơn, cống hiến cho cộng đồng. Còn nếu mà chúng ta xem mà chúng ta không để lại bình luận chẳng hạn, thì nhiều khi các cái nhà sáng tạo nội dung người ta không muốn làm. Bởi vì làm là nó có hai mục đích thôi. Thường là làm YouTube thì nó có hai mục đích chính. Một là để chia sẻ kinh nghiệm cho mọi người. Hai nữa, những người mà làm để kiếm tiền thì người ta cũng muốn có tiền. Đó. Chứ còn ví dụ như làm mà không có người xem mà tiền không có, thì hầu như ai làm một thời gian là người ta cũng bỏ. Bởi vì người ta phải dành thời gian để người ta làm việc khác. Cho nên là những bất kỳ kênh YouTube nào mà chúng ta thấy hay, chúng ta nên động viên họ bằng cách bấm like, chia sẻ video và để lại bình luận để họ tiếp tục làm nhiều video. Nếu mà quý vị các bạn cần hỏi bất kỳ vấn đề gì về phòng bệnh hay chữa bệnh cho gà, cách chăm gà nhanh lớn, cách làm giàu từ nuôi gà, thì cứ để lại comment bình luận cho chúng tôi. Xin cảm ơn quý vị và các bạn và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào những video tiếp theo. Xin chào tạm biệt quý vị và các bạn.